Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Chúng tôi luôn cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đây là các cô gái được đưa về từ huyện biên giới của Tây Nguyên. Những bé gái này cũng mới biết mình vừa thoát khỏi một đường dây mua bán người. Con có quen anh này ở trên Facebook và nhắn tin nói chuyện bên Messenger ạ. Đang kẹt 2 triệu. Cho nên là con mới nhắn tin hỏi mượn 2 triệu. Rồi anh ấy, anh kêu là giờ lên đón đã là mới cho con mượn. Anh lên trên Ngọc Hồ con Tôm Mắt. Anh đón con là gì ở chỗ An Lão Bình Định. Là vô quán nhà nghỉ karaoke á. Rồi là anh bắt con đi tiếp khách. Con ở con Tôm, con sinh năm 2010. Con học hết lớp 5, con nghỉ kêu đi lên làm cho anh đấy. Với thủ đoạn đưa ra mức lương từ 250.000 đến 300.000 một ca làm việc, và công việc chỉ đơn giản là phục vụ rót bia hoặc bấm bài hát cho khách, các đối tượng đã đưa rất nhiều cô gái từ các tỉnh về Bình Định và Phú Yên. Chúng thuê nhà để đưa các cô gái ở tập trung một nơi để dễ bề quản lý. Cho để các cô gái tới đây ở thời điểm là nhiều nhất là 10 người ạ. Và ít nhất là hiện tại là 4 người ạ. Còn chỗ ngủ vị trí các cô gái là nằm dưới đất ạ. Là hàng ngày là chỗ nhân viên đi làm. Rồi đêm làm gì xong thì tính theo bàn, là cứ một bàn một đứa làm là thu về là 70, bàn thứ hai là 60, bàn thứ ba cũng 60. Nhưng số tiền các cô gái được chủ quán trả sau mỗi ca làm việc đều bị các đối tượng quản lý thu lại hết. Đặc biệt các đối tượng còn lập nhóm với các cô gái và đưa ra nhiều quy định phạt tiền như nói to, dậy muộn, không tương tác. Các đối tượng còn đưa người tới để bán quần áo, giày dép cho các cô gái với giá cắt cổ. Nếu thiếu tiền sẽ có người cho vay với lãi suất cao, từ đó các nạn nhân luôn là con nợ của chúng. Thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Tam Quan Nam tập trung tổ chức sử dụng lực lượng phương tiện tham gia cùng với đoàn 2 cục phòng chống ma túy và tội phạm theo dõi giám sát các đối tượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh trong quá trình phá án. Đến nay, kết quả đã giải cứu được các nạn nhân đảm bảo kịp thời an toàn, đồng thời bắt các đối tượng trong chuyên án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hầu hết các nạn nhân được giải cứu đều là những bé gái chưa đủ tuổi thành niên, là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin, muốn làm việc nhẹ, lương cao, không nên nghe lời dụ dỗ từ những đối tượng mới quen biết. Trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam Lào, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đóng quân tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vừa kịp thời hỗ trợ sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu để cứu sống thành công 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng. Trước đó các cháu bé đã lấy nấm trên rừng về nướng ăn, sau đó xuất hiện các triệu chứng nôn, tiêu chảy cấp nên gia đình đã đưa đến trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam Lào để cấp cứu. Các cán bộ quân y ở đây đã chẩn đoán ban đầu các bé bị ngộ độc nấm rừng, đồng thời tiến hành sơ cứu và khẩn trương đưa đến bệnh viện huyện. Khi đến bệnh viện đa khoa Mộc Châu, các cháu bé đã được sơ cứu ban đầu. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ khoa nhi và bác sĩ của bệnh viện Nhi Trung ương đang hỗ trợ tại bệnh viện đa khoa Mộc Châu nhanh cấp cứu, thông rửa dạ dày và truyền dịch, bù nước điện giải cho các cháu bé. Cũng rất là may mắn là đã được các anh bộ đội biên phòng đưa đến kịp thời trong cái thời gian vàng của cái ngộ độc. Đấy. Trong thời gian dưới 6 tiếng nên là những đứa trẻ đây đã được rửa dạ dày, gây nôn để tống những chất độc còn lại trong dạ dày ra. Đấy, thì sau quá trình gây nôn thì ở đây đã được theo dõi, chăm sóc và dùng các thuốc giải độc như than hoạt tính, sorbitol. Thì những đứa trẻ thì đến sáng hôm nay thì trong tình trạng đã ổn định hơn. Hiện nay các cháu bé đã được về nhà để gia đình chăm sóc. Sự hỗ trợ của các lực lượng Việt Nam đối với người dân nước bạn Lào, vùng biên đã góp phần thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên giới và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây ma túy, thu giữ hơn 6 kg ma túy. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Quảng Ngãi. Qua trinh sát, lực lượng cảnh sát ma túy phát hiện một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. Các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Trần Phước Dương, 23 tuổi, trú xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, khi đang vận chuyển 6 kg ma túy được giấu trong lon sữa yến mạch.
đồng thời khám xét nhà Trần Văn Dông, 29 tuổi, ở xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, thu giữ trên 36 gram thuốc lắc, trên 91 gram ma túy đá và 0,33 gram ma túy ketamin. Việc triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chiều ngày 18 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ, sinh năm 1985, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đức Thành Huy, sinh năm 1989, quê tỉnh Bình Định về tội mua bán trái phép chất độc. Trong đó, riêng đối tượng Huệ đã bán tổng cộng 2,55 tấn chất độc cyanua cho khách hàng. Qua tiếp nhận nguồn tin từ người dân về việc phát hiện một gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến trước nhà, giám định sau đó là cyanua, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã khẩn trương truy xét. Lần theo những dấu vết manh mối để lại, Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành Huy, sinh năm 1989, quê Bình Định, thu giữ hơn 1 kg cyanua được Huy cất giấu tại nhà để bán ra thị trường qua mạng xã hội. Từ tháng 3 năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Huy đã bán hơn 100 kg cyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh thành, trong đó có 16 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận mua chất độc cyanua để tự tử. Truy xét nguồn cung cyanua cho Huy, Công an bắt giữ Ngô Thị Như Huệ, sinh năm 1985, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương. Lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán cyanua của công ty Nam Phương với các đối tác để tuôn ra ngoài, bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch. Từ năm 2019 đến nay, Huệ đã bán 2,55 tấn chất độc cyanua, thu lợi gần 374 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi PTD News. Đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới nhất từ chúng tôi.